Chào mừng các bạn đã đến với channel làm giàu ở Mỹ. Mình là Thắng. Hôm nay mình nghe được những cái bài podcast mà người ta thảo luận về tình hình thị trường chứng khoán Mỹ trong những ngày vừa qua. Những ngày mà thị trường chứng khoán Mỹ rất là biến động và tăng giảm rất là thất thường. Và có những cổ phiếu thì có vẻ như là rất là tốt, rất là có chất lượng. Đến khi báo cáo doanh thu lợi nhuận rất là ổn mà cũng giảm như thường. Và có những cái cổ phiếu thì lại tăng rất là lớn. Tăng rất là không ai mong đợi cái mức tăng cả thì cũng tăng rất là cao như là những cái cổ phiếu 3M chưa có một cái kết quả doanh thu lợi nhuận gì cả, chỉ có một cái bài báo cáo là những cái kế hoạch mà cái ông new CEO mới ông sẽ thay đổi công ty AM 3M như thế nào thì ngay lập tức cổ phiếu của nó đã tăng đến 27%. Thì một cái thị trường mà nó đang rất là biến động như vậy thì là nhà đầu tư như mình và bạn nên có những cái chiến lược như thế nào thì sẽ có kết quả tốt nhất. Và khi mà mình nghe cả cái bài báo cáo, những cái bài podcast như vậy á, thì mình nghe được những cái thông tin mà mình cảm thấy rất là thú vị, những cái thông tin mà lần đầu tiên mình nghe thấy. Và trong một cái bài podcast, người ta thảo luận á, là ở Fidelity là cái công ty mà có rất là nhiều cả cái tài khoản đầu tư, đặc biệt là những cái tài khoản đầu tư hưu trí từ 401k cho đến là Roth IRA, cho đến là SEP IRA, cho đến là Health Saving Account, cho đến là tài khoản đầu tư cho con, tức là Custodial UTMA, UGMA Account, cho đến là Brokerage Account cho những cái tài khoản đầu tư cá nhân, Individual hoặc là Joint Investing Account cho những hộ gia đình, vân vân. Và có thể nói là Fidelity là cái công ty đầu tư lớn nhất ở Mỹ và cái công ty có nhiều tài khoản đầu tư nhất ở Mỹ, một cái đại thù trong cái làng đầu tư này. Và họ có một cái nghiên cứu để họ tìm hiểu quay thử là những cái loại tài khoản nào của những cái đối tượng nào ở Fidelity thì cho những cái lãi suất lớn nhất và họ có những cái tính cách gì. Mà một cái kết luận mà họ tìm được và mình cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên và mình cảm thấy là rất là bị sốc khi mà mình đọc được cái kết quả này và mình nghe được cái câu chuyện này và sau đó thì mình tìm hiểu thêm thì mình cảm thấy rất là sốc, nhưng mà sau khi suy nghĩ lại á thì mình cảm thấy là hoàn toàn không có sốc chút nào cả, bởi vì đây là cái triết lý đầu tư mà mình đã thực hiện trong vòng 12 năm qua và mình cũng đã khuyến khích thị trường mình, các bạn trong cộng đồng mình thực hiện. Đấy là một cái triết lý nó cực kỳ đơn giản mà nó rất là khó thực hiện. Và các bạn phải có một cái sự kiên nhẫn rất là cao và bạn phải có một cái sự kỷ luật bản thân mình rất là tốt thì bạn mới có thể thực hiện được cái điều này. Nhưng mà ngày hôm nay mình muốn chia sẻ các bạn cái study mà Fidelity đã tìm được cái câu trả lời là cái loại tài khoản nào và của nhóm đối tượng nào thì nó cho lợi nhuận cao nhất ở tất cả các cái tài khoản ở Fidelity. Thì ở đây là một cái bài báo mà người ta, nếu mà các bạn chỉ cần research Fidelity á, thì là các bạn sẽ thấy cái bài phân tích này nó rất là phổ biến và rất là nhiều các cái tờ báo khác nhau. Nhưng mà mình chọn cái bài phân tích ở trên cái tờ Morningstar là một cái tạp chí mà rất là uy tín trong cái giới đầu tư, đặc biệt là giới đầu tư mà thông qua các cái ETF hoặc là các cái mutual fund. Thì ở đây người ta nói á, là Fidelity người ta làm một cái study để người ta xem lại tất cả các cái khách hàng của họ và tất cả các cái tài khoản của họ từ năm 2003 cho đến năm 2013. Thì cái tài khoản nào và của khách hàng nào là cho cái kết quả tốt nhất. Và cái kết quả của họ thì là cực kỳ gây sốc. Fidelity đã thấy rằng á, những cái tài khoản mà cho cái best return là những cái tài khoản của những khách hàng mà đã chết rồi, hoặc là cái tài khoản đó là hoàn toàn không ai đụng đến cả, không ai bán, không ai mua và cứ để cho nó nằm như vậy, và hoặc là của những khách hàng mà đã chết rồi. Thì các bạn chắc là cũng cảm thấy sốc, nhưng mà các bạn nghĩ lại thì nó hoàn toàn không có sốc chút nào. Và đây đúng là cái triết lý đầu tư mà mình đã làm trong 12 năm vừa rồi. Và mình khuyến khích cộng đồng mình cũng nên cố gắng làm theo như vậy. Fidelity là một cái công ty mà tất cả các cái hầu hết các cái tài khoản 401k, đặc biệt là của những cái công ty lớn mà có danh tiếng thì đều nằm ở Fidelity cả. Và những cái tài khoản hưu trí từ Roth IRA cho đến SEP IRA cho đến rất là nhiều các loại tài khoản hưu trí khác nhau
đều nằm ở Fidelity. Thì bạn chắc các bạn cũng sẽ biết là có một cái số lượng khách hàng khá lớn của Fidelity có tài khoản ở Fidelity, nhưng mà đến khi họ chết, họ mất thì họ cũng, người nhà có như khi là cũng không biết đến các cái tài khoản này, hoặc là biết đến cái tài khoản này nhưng mà cũng không đủ thời gian, rồi không đủ cũng không cần phải xem xét đến cái tài khoản này để chuyển qua cho những cái người thụ hưởng gì cả, hoặc là cái gia đình quá giàu, hoặc là gia đình cũng không có người nào quan tâm, cho nên là cứ để cả cái tài khoản này nằm trong Fidelity một cái thời gian rất là dài. Và sau khi Fidelity thống kê lại tất cả các cái tài khoản và các cái khách hàng nào có được từ năm 2003 cho đến năm 2013, thì những cái tài khoản mà cho cái lợi nhuận tốt nhất, tăng trưởng tốt nhất là những cái tài khoản mà khách hàng của họ đã chết rồi, hoặc là nếu chưa chết thì khách hàng của họ cũng hoàn toàn là không quan tâm đến cái tài khoản này luôn, và cứ để như vậy để cho nó tăng theo những cái cổ phiếu của các cái quỹ mà họ đã mua rồi, và họ không bán mà cũng không mua thêm cái gì cả, họ hoàn toàn cho nó nằm ở một cái vị thế người ta gọi là inactive, tức là không có chuyển động gì cả, cũng không mua không bán gì thêm nữa hết. Thì rất là ngạc nhiên đúng không các bạn, vì sao những cái tài khoản mà của những người đã chết rồi và những người không làm gì trong cái tài khoản của họ thì đã tăng trưởng rất là nhiều. Thì cái này nó quay lại cái yếu tố quan trọng trong cộng đồng của mình, đó là yếu tố đầu tư an toàn và dài hạn. Và khi mình đầu tư an toàn và dài hạn á, thì mình chỉ mua chứ mình không bán, và mình mua xong là mình cứ giữ cho nó đến một cái khoảng thời gian rất là dài. Mình mua VOO, mình mua VGT, mình mua SMS, và mình mua để mình giữ đó trong một cái thời gian 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm, 40 năm. Sau đó thì mình mới bắt đầu bán, lúc mà mình đến tuổi nghỉ hưu, mình cần tiền mình rút ra thì mình mới bán. Còn trong vòng 10 năm, 20 năm, 30 năm và 40 năm như vậy, cho dù nó tăng hay là nó giảm, thị trường nó lên hay là nó xuống, mình không cần quan tâm, không cần mua, không cần bán gì cả. Thì những cái tài khoản đó là những cái tài khoản cho mức lợi nhuận cao nhất. Và những cái tài khoản mà mua nhiều bán nhiều, trời hôm nay thị trường đang xuống bán đi, hôm nay ngày mai thị trường đang lên mua vào, công ty này của cái nhóm ETF này rất là tốt mua vào thêm, cái ETF kia rất là tệ bán ra, cả cái tài khoản mà mua bán rất là nhiều như vậy á, thì là cái kết quả của nó sẽ là thấp nhất. Và khi mà Fidelity nó nghiên cứu thêm á, thì người ta thấy á là cái câu chuyện này nó cũng rất là đơn giản, bởi vì lúc mà bạn mua bán nhiều như vậy thì bạn sẽ có rất là nhiều các cái chi phí mua bán, bởi vì là cứ mua bán càng nhiều thì bạn lại cần phải tốn thêm các cái tiền, tốn thêm các cái cost. Cho nên ở đây một trong một cái nghiên cứu khác của một cái người giáo sư đại học ở Berkeley, ông này tên là Terry Audience, thì ông thấy rằng á là những cái khoản tăng trưởng và những cái khoản return của các cái tài khoản đầu tư thì nó gần như là gắn liền với những cái chi phí mà các cái tài khoản đầu tư này phát sinh. Mà nếu bạn mua bán nhiều thì bạn đều phải phát sinh các cái chi phí, bởi vì mỗi lần bạn mua các cái cổ phiếu á, thì mua các cái quỹ an toàn hoặc là các cái ETF, thì các cái ETF đó nó đều có các cái chi phí expense ratio của nó cả. Nếu mà bạn bán thì ngay cả bạn bán những cái ETF có nhiều khi bạn cũng phát sinh các cái chi phí bán ETF mà bạn có thể là chưa biết. Ví dụ ở Fidelity và Vanguard, khi mà bạn bán các cái cổ phiếu của các cái ETF thì nó đều phát sinh các cái chi phí cả, mặc dù các cái chi phí thì khá là thấp. Cho nên á, là cái tài khoản nào mà mua bán nhiều mà rất là năng động, rất là tích cực và rất là làm rất là đủ thứ chuyện thì nó đều phát thì những cái tài khoản đó nó sẽ cho lãi suất rất là thấp, mức tăng trưởng rất là thấp. Còn những cái tài khoản nào á, mà cứ nằm yên một chỗ, mua cả cái quỹ an toàn S&P 500, VOO hoặc là VGT thì nó và không làm gì cả, không quan tâm cũng không chẳng chẳng cần để ý, tháng nào cũng cứ mua vào như vậy, thì những cái tài khoản đó nó lại cho lợi nhuận rất là cao. Và đây là một cái nghiên cứu mà mình cảm thấy rất là sốc, nhưng mà đến khi suy ngẫm lại thì nó không hề sốc chút nào cả,
Đây là cái triết lý đầu tư mà mình đã làm 12 năm vừa rồi, và mình cũng rất là khuyến khích cộng đồng mình làm theo cái chuyện như thế này. Khi các bạn đầu tư vào các cái quỹ an toàn thì các bạn không cần phải time the market, các bạn cứ mua đều đặn hàng tháng, hàng tuần thị trường nó có biến động như thế nào, nó có tăng giảm như thế nào, nó có đột biến, nó có đủ bao nhiêu chuyện xảy ra, bạn cũng không cần phải quan tâm. Bởi vì bạn mua theo cái chiến lược an toàn này thì cứ mua xong rồi để đó, đến khi bạn đến tuổi 65 tuổi bạn nghỉ hưu rồi, 60 tuổi bạn nghỉ hưu rồi, 55 tuổi bạn nghỉ hưu rồi, thậm chí có nhiều người trong cộng đồng của mình sẽ nghỉ hưu vào năm 50 tuổi với cái tài khoản 2-3 triệu đô rồi, thì bạn đã có đủ tiền để bạn chi tiêu rồi. Lúc đó bạn mới bắt đầu nghĩ đến cái chiến lược rút tiền từ trong cái các cái tài khoản này ra, và bạn không làm cái gì cả trong một cái thời gian rất là dài như vậy, thì đây là những cái tài khoản mà nó sẽ cho bạn lãi suất cao nhất. Và cái này á, thì nó nhắc lại cho cộng đồng của mình một lần nữa là vì sao cái chiến lược an toàn của mình là một cái chiến lược nó rất là đơn giản, nó rất là dễ dàng, và nó không cần một cái sự năng động thạo vã là suy nghĩ gì cả. Là bởi vì cái chiến lược này nó quá đơn giản, bạn cứ mua vào như vậy và cứ cắm đầu cắm cổ mua, tháng nào cũng mua cả, không quan tâm đến thị trường nó thay đổi như thế nào trong tháng đó, và để quên nó trong một cái thời gian rất là dài, thì nó sẽ cho lại bạn những cái mức lợi nhuận rất là cao lúc mà bạn đến cần đến lúc để rút tiền, miễn là bạn phải mua đúng với các cái quỹ an toàn. Chứ mà bạn mua các cái cổ phiếu penny stock, những cái cổ phiếu mà không ai biết đến, và bạn cũng đã mình mua các cái penny stock, mình mua có là 0,02 đô la, chỉ có 2 cent một cổ phiếu, bây giờ mình để đó 30 năm sau, 30 năm sau cái công ty bạn mua 2 cent có như khi nó bạc phá sản mất rồi, cái cổ phiếu đó nó đã bị delisted khỏi cái thị trường chứng khoán luôn rồi. Thì như vậy là sôi hỏng bỏng không. Cho nên là bạn mua và quên nó đi, nhưng mà phải mua các cái quỹ an toàn, các cái quỹ cả thị trường như là VOO hoặc là VGT hoặc là SMS, thì bạn quên nó đi thì 20 30 năm sau á, bạn mới có những cái mức lợi nhuận rất là tốt, bởi vì nước Mỹ nó vẫn tăng trưởng, kinh tế Mỹ vẫn là cái kinh tế lớn nhất toàn cầu, và thị trường chứng khoán Mỹ vẫn là cái nơi mà tất cả các cái công ty tốt nhất, các cái công ty tinh hoa nhất của toàn thế giới đến để niêm yết ở trên thị trường này. Cho nên là với cái chiến lược như vậy thì các bạn thấy là nó cái kết quả nó rất là rõ ràng, ngay cả trong cái study của Fidelity này, người ta cũng chứng minh các cái tài khoản mà cứ để như vậy và đầu tư vào các cái quỹ an toàn này thì chắc chắn những cái tài khoản đó nó sẽ cho bạn lợi nhuận cao nhất. Trong cái bài podcast mà mình nghe sáng hôm nay á, thì người ta có đề cập đến một cái câu chuyện nữa mà cái câu chuyện này mình đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều lần rồi. Tức là khi mà các bạn đầu tư theo cái chiến lược an toàn này á, và đầu tư vào các cái quỹ an toàn như là VOO, tức là S&P 500, thì sau một thời gian 10 năm trở lên thì bạn sẽ có cái khoản lợi nhuận tốt hơn rất là nhiều so với những cái công ty mà nó chuyên về quản lý đầu tư, những cái công ty hedge fund, những cái công ty rất là nổi tiếng ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, bởi vì đây là những cái công ty mà nó có rất là nhiều người tài giỏi và rất là nhiều bộ óc vĩ đại của nước Mỹ về làm việc cho nó. Bởi vì đây là những người mà học từ Harvard ra, học từ Stanford ra, học từ MIT ra, học từ Wharton ra, học từ những cái trường rất là top và có những cái bộ óc rất là vĩ đại, rất là thông minh, rất là sắc sảo và rất là giỏi và làm việc rất là hardworking. Kể cả những cái quỹ hedge fund như vậy sau 10 năm thì cũng thua là mua các cái quỹ an toàn như vậy và không cần làm gì cả và không cần làm gì nhiều cả. Thì ở đây á, các bạn thấy á, là mình đã chia sẻ cái này rất là nhiều lần rồi, nhưng mà gần đây á thì mình có làm một cái bài học để chứng minh cho cộng đồng của những người mới bắt đầu đầu tư chứng khoán Mỹ, hoặc là các bạn đã chơi chứng khoán Mỹ một thời gian rồi nhưng mà chưa biết cái cách đầu tư an toàn này, thì mình có làm một cái bài học á, là mình nói á, là tại sao cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn này cũng là cái chiến lược mà sẽ cho bạn lợi nhuận cao nhất, cao hơn cả những cái công ty ở trên phố Wall, những cái công ty hedge fund rất là nổi tiếng và có được những cái bộ óc rất là siêu việt của cả thế giới làm việc cho họ, và họ có nhiều cái mối quan hệ, họ có nhiều cái cơ sở hạ tầng, mà sau 10 năm cái tiền lời của họ vẫn thấp hơn là cái tiền lời mà bạn chỉ đầu tư vào cái quỹ S&P 500 và không cần phải làm gì nhiều cả, chỉ đầu tư vào và quên nó luôn, thì nó sẽ sau 10 năm bạn sẽ có lợi nhuận rất là cao,
cao hơn rất là nhiều so với các cái công ty hedge fund ở trên Mỹ, ở trên phố Wall, và họ đầu tư một cách rất là tích cực và rất là năng động vào thị trường chứng khoán Mỹ, thì họ vẫn cho những cái mức lợi nhuận cực kỳ thấp hơn là cái quỹ S&P 500. Thì trong cái bài học này á, mình vừa giải thích cái chiến lược đó, nhưng mà mình cũng cho bạn một cái ví dụ từ Warren Buffett. Và Warren Buffett đã cá cược với hàng trăm các cái công ty hedge fund ở trên thị trường chứng khoán Mỹ để chứng minh rằng á, chỉ cần mua cái quỹ S&P 500 thì sẽ cho bạn một cái lợi nhuận rất là tốt và tốt hơn rất là nhiều so với là những cái công ty hedge fund này. Thì nếu mà bạn xem cái bài học này trong cái khóa học đầu tư chứng khoán Mỹ cho những người mới bắt đầu, thì bạn sẽ thấy được cái ví dụ này nó cực kỳ rõ ràng, là nếu bạn chỉ mua và giữ cái khoản đầu tư đó trong một thời gian dài 10 năm trở lên, không cần làm gì cả, thì cái khoản đầu tư đó nó sẽ cho bạn lợi nhuận cao nhất, cao hơn cả những cái bộ óc vĩ đại ở trên phố Wall, những cái đầu óc rất là thông minh, rất là kiệt kiệt xuất và có được rất là nhiều các cái sự hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, máy móc cũng như là các cái mối quan hệ để tìm những cái cổ phiếu tốt nhất, và thì cũng sẽ thua với là cái cách đầu tư an toàn và dài hạn vào thị trường chứng khoán Mỹ này. Thì nếu bạn quan tâm đến cái bài học đó và bạn quan tâm đến cái chi tiết của cái chiến lược này, thì mình nghĩ bạn nên nên xem thêm cái bài học số 15 này. Và trong bài học này mình giải thích rất là cụ thể và mình chia sẻ với các bạn cái ví dụ đó với những cái con số rất là cụ thể để các bạn có thể nắm vững hơn. Thì nếu như mà các bạn mới bắt đầu đầu tư và chưa biết gì nhiều về chứng khoán Mỹ, hoặc bạn đã chơi chứng khoán Mỹ một thời gian mà không biết gì nhiều về cái chiến lược an toàn này và cái đầu tư không có chiến lược, cũng như là không hiểu được các cái cách thức hoạt động ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, thì mình hy vọng các bạn sẽ gia nhập vào cái chương trình hội viên Kim Cương để học cái khóa học này thì các bạn thấy mình đã làm rất là nhiều bài học, mình đã làm đến bài số 19 rồi. Thì cái khóa học này nó không chỉ á, là cung cấp cho bạn các cái kiến thức nền tảng về thị trường chứng khoán Mỹ, về tất cả các cái nhân tố ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, mà còn cung cấp cho bạn những cái thông tin, ví dụ như là những cái bài phân tích chuyên sâu về các cái chiến lược này để bạn cảm thấy tự tin và lạc quan về cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn này. Ngoài ra thì mình cũng chỉ cho các bạn các cái kỹ năng để các bạn làm từng cái việc rất là đơn giản. Bạn không biết tiếng Anh cũng được, bạn cũng có thể làm được, từ trước đến giờ bạn chưa bao giờ làm những cái chuyện này cả và tiếng Anh của bạn cũng rất là hạn chế, thì cái khóa học này mình làm rất là chi tiết, mình chỉ từng bước một để cho bạn tự làm, bởi vì cái chiến lược đầu tư này là bạn phải tự làm thì bạn mới quý cái đồng tiền của bạn và bạn mới làm tốt nhất cho cái đồng tiền của bạn, cho nên bạn phải tự làm. Thì mình hy vọng các bạn sẽ gia nhập vào cái chương trình hội viên Kim Cương để học được các cái khóa học này. Ngoài cái khóa học đầu tư chứng khoán Mỹ cho những người mới bắt đầu này á, thì mình còn thêm những cái khóa học về tài khoản Roth IRA, bởi vì đấy là cái tài khoản quan trọng nhất cho cái chiến lược đầu tư của cộng đồng mình. Nếu mà các bạn chưa có tài khoản Roth IRA thì mình tin tưởng là các bạn phải nên mở cái tài khoản Roth IRA và tận dụng được từ cái tài khoản Roth IRA đó để cho bạn những cái lợi nhuận cao nhất. Ngoài ra thì mình còn thêm một cái khóa học là tài khoản đầu tư cho con của bạn. Rất là nhiều người trong cộng đồng của mình á thì muốn chuẩn bị cho con của bạn có một cái cuộc sống rất là tốt đẹp và rất là đầy đủ và có một cái sự khởi đầu về mặt tài chính rất là vững chắc, cho nên là muốn bắt đầu cho con của bạn những cái khoản tiền đầu tư và muốn đầu tư giúp cho con của bạn để hướng dẫn cho con của bạn lúc mà con của bạn lớn lên là bắt đầu cái chiến lược đầu tư an toàn này, thì mình cũng làm một cái khóa học về đầu tư chứng khoán Mỹ cho con của bạn, cho mấy bé con rất là nhỏ. Thì ngày hôm nay mình vừa mời làm cái bài học số 4 là cái bài học mà mình sẽ so sánh ba cái loại tài khoản dành cho các bé, đó là Custodial UTMA và Custodial Roth IRA và 529. Ba cái loại tài khoản này thì khác nhau như thế nào và tài khoản nào là tốt nhất cho hoàn cảnh của bạn và gia đình của bạn. Thì đây là cái khóa học mà mình nghĩ là rất là nhiều các gia đình trẻ của trong cộng đồng của mình sẽ tận dụng được cái khóa học này để tạo ra được những cái tài khoản tốt nhất cho con của bạn và chuẩn bị cho con bạn một cái tương lai rất là tốt. Thì ngoài ra thì còn rất là nhiều khóa học nữa mà ở đây mình không muốn mình không muốn chiếm nhiều thời gian quá, bởi vì có nhiều bạn lại phàn nàn là mình quảng cáo cho cái chương trình hội viên Kim Cương và các khóa học này nhiều quá, cho nên mình cũng không giảm chiếm quá nhiều thời gian. Nhưng mà nếu bạn tham dự vào cái chương trình hội viên Kim Cương á, thì bạn sẽ có được rất là nhiều các cái lợi ích độc quyền như vậy, các cái khóa học này cũng như là các cái bài phân tích chuyên sâu hàng ngày. Bạn phải đóng thêm 20 đồng một tháng để tham dự để trở thành hội viên Kim Cương, nhưng mà mình tin chắc với các bạn á, là cái khoản chi phí nhỏ này nó sẽ rất là sỉnh
cho những cái giá trị mà mình mang lại cho cộng đồng, cũng như là những cái giá trị mà mình mang lại cho các bạn hội viên Kim Cương. Rất là nhiều bạn hội viên Kim Cương sau khi trở thành hội viên Kim Cương thì đã có những cái chia sẻ và những cái câu chuyện để chứng minh rằng á, là cái chi phí này là quá nhỏ bé so với những cái lợi ích mà họ đạt được. Thì mình hy vọng bạn cũng cảm thấy như vậy và hy vọng bạn sẽ gia nhập vào cái chương trình hội viên Kim Cương để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa, và có được những cái lợi ích độc quyền này. Thì đó là cái thì đó là cái podcast mà mình nghe, và trong cái podcast đó thì cái câu chuyện người ta kể á, là khi mà các cái công ty hedge fund này, các cái ngân hàng, các cái quỹ đầu tư hedge fund này, người ta tuyển những cái người rất là giỏi. Ví dụ người ta ví dụ là tuyển một cái người đó học từ Harvard ra, học MBA ở Harvard, một người á, thì học tiến sĩ ở MIT và rất là thông minh, rất quá thông minh và quá năng động vào làm cho các cái hedge fund này. Thì cứ mỗi buổi sáng vào á, các cái người mà Harvard MBA với là PhD từ MIT hoặc là Stanford này, người ta không thể vào văn phòng buổi sáng rồi người ta đến, người ta gặp sếp của họ rồi nói là tôi nghĩ là hôm nay mình không nên làm cái gì cả, tất cả các khoản đầu tư của mình là tốt rồi, đừng mua đừng bán cái gì nữa. Người ta đâu có dám nói như vậy, bởi vì nếu mà người ta nói như vậy á, mà người ta nói khoảng vài lần á, thì công ty sẽ nhận ra vậy, thì mình công ty đâu có cần mày nữa đâu. Vì sao trả cho mày đến gặp khoảng 200-300 ngàn đô, thậm chí là nửa triệu đô la một năm, mà hôm nào mày còn recommend là không nên làm cái gì nữa cả, thì bắt buộc họ phải vào và họ phải recommend là nên mua cái này bán cái kia, còn nếu không thì họ đâu có giá trị gì. Và nếu như mà họ cứ recommend mua cái này bán cái kia thì họ sẽ làm rất là nhiều, và các cái quỹ đầu tư đó trước sau gì nó cũng sẽ không tốt cả, bởi vì càng mua nhiều bán nhiều thì cái khoản return, cái khoản lợi nhuận hàng năm nó sẽ càng giảm, trong khi không làm gì cả, cứ để cho cái tài khoản nó nằm yên như vậy, đã đầu tư vào các cái quỹ an toàn rồi thì cứ để cho nó nằm yên như vậy, thì sau 1 năm, sau 5 năm, sau 10 năm, nó sẽ cho lợi nhuận cao hơn rất là nhiều so với là cái việc cứ mua đi mua, cứ mua bán liên tục như vậy. Thì mình thấy cái câu chuyện nó cũng khá là buồn cười, mà cái người này người ta có kinh nghiệm làm trong các cái hãng đấy, cho nên người ta mới ngầm ra là vì sao mà Warren Buffett lại muốn có một cái cá cược như vậy, là bởi vì ông hiểu rõ cái chuyện đó, những cái quỹ hedge fund này á, khi mà nó tuyển người thông minh như vậy thì những cái người này muốn chứng tỏ cái giá trị của họ, thì hôm nào họ đến sở làm, tuần nào họ đến sở làm, họ cũng muốn chứng tỏ cái giá trị của họ và họ đưa ra các cái recommendation, các cái lời khuyên nên mua cái này nên bán cái kia, thì họ phải làm như vậy và họ cứ chạy đua theo cái chuyện như vậy. Tuần này mình phải recommend cái này, tuần sau mình phải recommend cái sau, tuần sau nữa mình recommend cái khác, thì công ty mày thấy mình có giá trị. Và khi mà công ty cứ mua nhiều bán nhiều như vậy thì họ lại không biết là đến 5-10 năm sau thì là công ty sẽ có một cái khoản lợi nhuận rất là tồi tệ. Cho nên là mình thấy cái triết lý cái câu chuyện nó cũng khá là buồn cười và nó khá là ironic, bởi vì càng làm nhiều thì lại có kết quả càng tệ. Và người ta nói cái ngành đầu tư này là cái ngành duy nhất mà nếu bạn cố làm nhiều thì bạn sẽ có kết quả rất là tồi tệ, trong khi bạn không cố làm nhiều mà bạn cứ bình tĩnh, bạn cả mua cả cái quỹ an toàn này và cứ bình chân như vậy, cứ chill, cứ relax, không có làm gì cả thì bạn lại có kết quả cao nhất. Thì mình hy vọng cộng đồng của mình á, mình chia sẻ cái triết lý này qua rất là nhiều hình thức, qua rất là nhiều cái câu chuyện khác nhau, nhưng mà mình hy vọng là đạt được đến cái tấm điểm của cho cả cộng đồng mình, để các bạn nhận ra muốn làm theo cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn này thì cứ mua các cái quỹ an toàn, mua ít nhất là 90-95% tiền đầu tư của bạn và đừng đụng đến cái số tiền đó, đừng đụng đến các cái tài khoản đó. Đợi đến năm bạn 65 tuổi, 60 tuổi, lúc bạn đã nghỉ hưu rồi thì bạn mới bắt đầu bán để rút tiền từ trong cái quỹ ra, thì bạn sẽ có một cái kết quả rất là tốt. Alright, cái phần thứ hai của cái bài video ngày hôm nay á, thì sẽ giải thích cho các bạn vì sao những người bác sĩ và những người kỹ sư là những người mà rất là thông minh, thường là những người đầu tư tồi tệ nhất, có kết quả tồi tệ nhất. Và cái này không phải là mình không phải bác sĩ, mình cũng chẳng phải kỹ sư, là mình nói xấu họ như vậy, mà cái này là những cái bài phân tích đã được xác lập ở trên thị trường rất là nhiều năm rồi. À, thì trước hết đó là mình chia sẻ những cái bài phân tích để cho các bạn thấy á, là cái này không phải là cái câu chuyện của mình. À, cái này là không phải là cái câu chuyện của mình, không phải là cái ý kiến chủ quan của mình, mà ví dụ ở đây là cái bài phân tích nói là tại sao bác sĩ là những người rất là lousy investor, tức rất là những cái người rất là tồi tệ, cực kỳ tồi tệ luôn. À, các cái bài ví dụ đây là một cái bài phân tích
và cho thấy rằng á, là tại sao cái sự mà overconfident là sự tự tin, rất là tự tin vào khả năng của mình, là cũng là những cái người mà đưa ra những cái quyết định đầu tư rất là tồi tệ. Và trong cái bài này, nếu mà các bạn đọc nguyên bài á, đây nó chỉ là cái abstract đó, tức là cái nội dung chính thôi, nhưng mà nếu các bạn đọc nguyên cả cái bài research này thì các bạn sẽ thấy á, là bác sĩ là tệ nhất và kỹ sư là tệ thứ nhì, là hai cái đối tượng mà đưa ra những cái kết quả đầu tư cực kỳ tồi tệ. Mình biết cộng đồng người Việt mình á thì là rất là nhiều bác sĩ, dược sĩ và nha sĩ, và cũng khá nhiều kỹ sư, bởi vì đó là những cái ngành nghề mà trong cộng đồng người Việt của mình thì bố mẹ đều muốn con cái đi học là hoặc là trở thành bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, hoặc là trở thành là kỹ sư, sau đó thì trở thành luật sư. Còn những người mà đi học business MBA như mình là coi như là bỏ đi. Mình còn nhớ một cái câu chuyện mà không bao giờ mình quên được á, là lúc mình mới sang bên này để học MBA và mình có học bổng học ở Berkeley, là một cái trường rất là tốt, và cái chương trình MBA ở Berkeley thì cũng đứng hàng thứ 7, thứ 8, nó cũng trong top 10 ở toàn cầu chứ không phải là chỉ ở nước Mỹ. Thì mình cũng rất tự hào là mình đã có full scholarship, mình qua đây để mình học MBA, và mình cảm thấy là rất là tự hào với lại cái thành tựu mình đạt được. Và cái chương trình ở Berkeley là cái chương trình đúng như là cái sự mong đợi của mình, và mình đạt được tất cả những cái điểm. Thì mình sáng á, là mình sang Houston trước để mình thăm gia đình của mình trước, sau đó thì cậu mình mới đưa mình lên Berkeley để bắt đầu nhập học và bắt đầu ổn định cuộc sống. Thì gia đình của mình á, ở Houston thì cũng rất là đông, thì người ta mới tổ chức một cái buổi tối ăn tối để tất cả gia đình, dì cậu, họ hàng cô bác này nọ đều đến chúc mừng, đều đến, cũng phải là chúc mừng mình, giống như là chào đón mình mới lần đầu tiên sang Mỹ mà. Thì là người dì lớn nhất, một người dì của mình đó, thì trong cái bữa ăn đó mẹ hỏi mình đó, thì qua đây là học Berkeley thì gì nào, học Berkeley thì chắc cũng được, là nghe tên trường cũng tốt, rồi sau này dì hỏi là phải học cái gì, thì mình nói là học MBA. Dì nói là học MBA là học cái gì, thì mình nói học MBA là học business, là gì học thạc sĩ về business. Vậy là dì mình xả ngay ra một câu, dì mình nói trời học business rồi sau ra làm neo à. Vậy là mình không biết phản ứng như thế nào, trả lời như thế nào cả. Nữa là dì nói đêm luôn một câu, dì nói là nghe nói ở Việt Nam có học giỏi lắm á, sau đây sau qua bên này lại học business. Mình cũng ủ ở, mình không biết trả lời sao. Xong rồi con của dì á, tức là người anh họ của mình, mà đợi cho mình nói trời má, nói sao kỳ của má ấy, nó qua đây nó được học MBA ở Berkeley mà được học full scholarship là rất là tốt rồi ấy. Bên Mỹ này nhiều người dành nhau vào đó học mà đâu có được đâu, mà nó ở Việt Nam nó quá, nó có học bổng chứ vậy là rất là tốt rồi. Nhưng mà dì mình á, thì là cứ nhìn mình theo một cái kiểu rất là thất vọng, cực kỳ thất vọng, rất là muốn hỏi tiếp là vì sao không đi học bác sĩ, vì sao không đi học kỹ sư, là đi học business. Business thì chỉ ra làm neo cho làm được cái gì, mà dì nói thẳng như vậy trong một cái bữa tiệc bàn tròn gần 20 người ngồi ăn tối luôn. Mình không biết đồn thổ đi đâu. Nhưng mà mình kể cái câu chuyện ngoài lề một chút, nhưng mà những cái người mà bác sĩ và kỹ sư như vậy á, thì rất là nhiều các cái phân tích đã chỉ ra rằng họ là những cái người đầu tư tồi tệ nhất. Và từ cái study này đến cái study khác, tất cả rất là nhiều những cái study mà nếu mà các bạn muốn tìm thì các bạn sẽ tìm được rất là nhiều cả như vậy. Và cái sự mà những người bác sĩ và kỹ sư mà đến khi họ đầu tư là có những cái kết quả tồi tệ nhất, là bởi vì cái sự overconfident của họ. Họ rất là tự tin về cái sự thông minh của họ, và họ rất là tự tin về cái khả năng giải quyết vấn đề của họ. Bởi vì khi mà các bạn học đến cái cấp cao như vậy á, thì là hầu hết á, là điều nó đều tập trung vào những cái problem solving skill, tức là những cái kỹ năng để bạn giải quyết vấn đề. Nếu mà đưa cho bạn một cái tình huống rất là phức tạp, có rất là nhiều các cái rối rắm ở trong đó, thì những người bác sĩ và kỹ sư á, là những người sẽ rất là nhanh tìm ra những cái điểm mấu chốt quan trọng nhất để có thể giải quyết các cái vấn đề đó một cách đàng hoàng và gọn gàng nhất. Thì những người đó họ rất là giỏi, họ rất là thông minh trong cái lĩnh vực của họ. Đến khi họ nhảy vào đầu tư thì họ cũng dùng cái sự cái thinking framework của họ như vậy để họ đưa vào, họ giải quyết các cái vấn đề này, và họ cũng tìm cách và đưa ra các cái quyết định để tối ưu nhất cho cái tình hình đó. Và họ làm rất là nhiều và họ phân tích rất là nhiều, họ mà họ càng phân tích họ càng tìm ra những cái công ty tốt nhất,
tìm ra những cái thời điểm tốt nhất để mua các cái công ty này thì họ lại càng sai và càng phát sinh ra nhiều các cái chi phí mua và bán và mua. Cho nên là họ thường á, là những cái người có những cái tài khoản đầu tư tồi tệ nhất khi mà người ta làm những cái study để người ta xem có thử là đối tượng nào là đối tượng thường là đầu tư có cái kết quả tốt nhất, thì bác sĩ là tồi tệ nhất, rồi sau đó rồi đến kỹ sư. Cho nên nếu mà các bạn xem cái video này mà trong cộng đồng của các bạn có người nào là bác sĩ kỹ sư thì các bạn cũng nên dè chừng, bởi vì những người đó thì họ rất là thông minh và rất là cái khả năng giải quyết cái problem của khả năng giải quyết các cái problem của họ thì rất tốt, nhưng mà họ cổ quá nhiều á thì là trong cái tình huống đầu tư này sẽ đưa lại cái kết quả rất là tồi tệ. Và nói như vậy á thì cũng đồng nghĩa rằng nếu như bạn không biết gì cả và bạn chỉ đầu tư theo cái chiến lược an toàn này, mua cả thị trường và cứ mua để đó qua các cái quỹ VOO VGT và mua để đó không có quan tâm đến nó nữa, thì bạn sẽ là người có kết quả cao nhất. Cho nên á, là nếu như mà bạn chỉ làm nail hoặc là làm các cái công việc bình thường và không có rành tiếng Anh, cũng không có muốn tìm hiểu sâu xa chiến lược gì của những cái công ty này cả, thì bạn rất có khả năng là những người sẽ hưởng lợi được từ cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn này, bởi vì cái chiến lược này không yêu cầu bạn phải cần tìm hiểu, cần học hỏi, cần biết các cái thông tin rồi các cái trào lưu gì ở trong thị trường cả. Bạn cứ nhắm mắt nhắm mũi, bạn mua quỹ VOO và VGT tháng nào cũng mua, cứ để đó thì bạn sẽ có cái kết quả cao nhất có thể được. Thì như vậy á, là các bạn thấy á, có nhiều khi là trong cái rủi là có cái may. Nếu mà đối với cái chuyện đầu tư này, đặc biệt là đối với cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn này, thì bạn không biết nhiều gì nhiều cả, là tả ra là bạn lại may mắn và bạn lại đầu tư theo cái chiến lược này cho bạn được những cái kết quả tốt nhất. Còn nếu như bạn biết rất nhiều, bạn rất thông minh, bạn rất là có nhiều kiến thức, có nhiều kỹ năng, có nhiều sự hiểu biết này nọ và bạn rất là tự tin vào khả năng của bạn, là bạn sẽ chọn ra được những cái cổ phiếu ngon lành nhất, những cái cổ phiếu hot nhất và bạn chọn đúng thời điểm nhất để bạn đầu tư, thì là cái kết quả của bạn nó có khả năng là sẽ tồi tệ hơn những người không có làm gì cả và họ chỉ mua cả thị trường và ngồi đợi thôi. Thì như vậy là đây là một cái câu chuyện mà mình cũng cảm thấy khá thú vị để cho cộng đồng của mình có thể nghiền ngẫm và để xem có thể là cái mình đầu tư như vậy thì cái chuyện thì nó sẽ tốt như thế nào. Cái cuối cùng á là khi mà mình xem cả cái podcast này á thì mình nghe các cái podcast và mình suy ngẫm lại cái tình huống của mình á, thì mình thấy á là lúc mà hôm vừa rồi á thì mình vừa mới chia sẻ với các bạn là mình rất là muốn mua thêm, nhưng mà mình đang đợi và thị trường hôm thứ sáu thì nó tăng cho nên mình chưa chắc. Đến hôm chủ nhật suy nghĩ lại thì mình nói không, mình không mua cái gì cả, mình chỉ muốn đợi thêm, bởi vì mình nghĩ bây giờ thị trường đang rất là biến động. Thì mình mới nghiền ngẫm lại á, mình thấy á là trong 12 năm vừa rồi, mặc dù là không có chủ động để học tập cái kỹ năng này, nhưng mà từ những cái kỹ năng này nó thấm vào người của mình. Đó là những lúc mà mình không có tự tin 100% thì mình sẽ không mua. Và mình không có một cái động cơ nào và một cái sự gấp gáp gì cả. Mình hôm qua là mình rất là muốn mua, nhưng mà mình cảm thấy là mình không cảm thấy tự tin chút nào, bởi vì mình thấy cái chuyện mà Google nó rớt sau khi nó có một cái bài báo cáo doanh thu lợi nhuận khá là tốt, và chỉ cả duy nhất là nó không chia sẻ được những cái kết quả thực tế của cái việc mà nó đầu tư vào AI đưa lại cả cái kết quả thực tế như thế nào, và cổ phiếu nó rớt và kéo theo tất cả các cái cổ phiếu công nghệ đều rớt theo rất là khủng khiếp như vậy, thì mình cảm thấy hơi bất an. Và mình nghĩ á, là các cái công ty tiếp theo nó báo cáo doanh thu và lợi nhuận nó cũng sẽ rất là có thể đi theo cái con đường của Google. Cho nên mình nói đâu có gì đâu mà gấp, mình không mua thì thôi, mình cứ đợi đến lúc nào mà mình tự tin 100% thì mình sẽ mua. Thì các bạn thấy từ đầu năm đến giờ đã có những ngày, những lúc thị trường chứng khoán rớt, nhưng mà mình chỉ mua một lần duy nhất là lúc mà thị trường chứng khoán nó rớt 6 ngày liên tục và cái chỉ số S&P 500 nó rớt xuống còn dưới 5.000 điểm, tức là 4.900 mấy chục điểm. Và lúc đó là thị trường nó đã rớt liên tục 6 ngày và lúc đó là mình cảm thấy rất là tự tin 100%, mình không phải có cái yếu tố gì cả và mình quyết định mua và mình cũng thông báo để cho cộng đồng mình đều mua. Thì chỉ đó đó là cái lúc duy nhất mà mình mua thêm các cái cổ phiếu lạ, mình cũng mua thêm các cái quỹ an toàn nhiều hơn cái mức bình thường mình mua hàng tuần.
Cho nên á, là mình nghiền ngẫm lại thì mình thấy á, là mình thẩm được một cái tư tưởng á, là nếu mà mình không có tự tin hoàn toàn để mua, mình không có cảm thấy 100% là nên mua lúc này, thì không có gì phải gấp cả. Mình không không có gì phải gấp cả, mà càng không mua nhiều á, tức là ta càng không làm nhiều thì cái kết quả nó lại tốt. Cho nên các bạn nên để nên nên suy ngẫm cái chuyện này một chút. Bạn không có gì phải gấp cả. Bạn chỉ nên mua lúc nào bạn cảm thấy 100% tự tin rồi. Và bạn càng không mua, càng không làm gì nhiều thì bạn sẽ có kết quả rất là tốt. Cho nên là mình nghĩ đây cũng là một cái triết lý khá là hay để cộng đồng của mình suy ngẫm và có thể áp dụng được thì áp dụng. Bởi vì cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn này á, bạn càng làm nhiều thì cái khả năng bạn càng bị tổn thất nhiều. Bạn càng không làm nhiều thì cái khả năng bạn càng có được lợi nhuận cao nhất là nhiều hơn. Alright, mình hy vọng đã chia sẻ được cái câu chuyện của ngày hôm nay, và hy vọng cái câu chuyện này giúp cho cộng đồng của mình tạo có được một cái tính cách đầu tư kiên nhẫn hơn, kỷ luật với bản thân mình hơn và điềm tĩnh hơn trong cái chiến lược đầu tư này. Nếu các bạn kiên nhẫn, điềm tĩnh và cứ từ từ, không có việc gì phải gấp, và làm càng ít đối với cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn này, thì bạn sẽ có kết quả cao nhất. Nếu mà các bạn thích cái bài này thì nhớ bấm cho mình một nút like. Nếu các bạn có câu hỏi gì hoặc là những cái comment gì thì nhớ viết vào một comment giúp cho mình. Nếu các bạn xem channel của mình một thời gian rồi và đã có được những cái lợi ích, đặc biệt là lợi ích kinh tế từ channel của mình, thì mình hy vọng các bạn sẽ gia nhập cái chương trình hội viên kim cương để có được nhiều hơn nữa các cái lợi ích kinh tế độc quyền mình dành cho các bạn hội viên kim cương, những cái khóa học chuyên sâu cũng như là các cái bài phân tích chuyên sâu mà mình làm hàng ngày cho các bạn hội viên kim cương. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì hy vọng các bạn sẽ bấm nút đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Chào tạm biệt. Bye bye.